Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vai trò của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Chính phủ cách mạng lâm thời được thành lập, giáng đòn mạnh vào âm mưu của đế quốc Mỹ, duy trì chính quyền tay sai, vạch trần cái gọi là hợp hiến, hợp pháp của chính quyền địch ở miền Nam, quét sâu mâu thuẫn trong hàng ngũ của địch. Chính phủ cách mạng lâm thời được thành lập, tạo điều kiện cho ta tranh thủ hơn nữa tầng lớp trung gian ở miền Nam, thúc đẩy phong trào đô thị. Trong phiên họp đầu tiên sau khi thành lập, chính phủ cách mạng lâm thời đã công bố chương trình hành động 12 điểm nhằm động viên toàn quân, toàn dân miền Nam Việt Nam đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, hòa hợp dân tộc, đảm bảo quyền tự do dân chủ cho nhân dân, khôi phục phát triển kinh tế, văn hóa. Bốn ban đại diện của chính phủ Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ được thành lập, đáp ứng yêu cầu quản lý vùng giải phóng liên hoàn. Ủy ban Nhân dân Cách mạng được thành lập và củng cố ở 44 tỉnh, 6 thành phố, 182 huyện và hơn 1.500 xã. Chính phủ có hệ thống chính quyền chặt chẽ từ trên xuống, bao gồm thành phố, tỉnh, huyện, xã, khu phố hợp thành cơ cấu thống nhất hoàn chỉnh. Mặt trận Dân tộc Giải phóng, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam và các đoàn thể cách mạng khác hoạt động mạnh mẽ, hậu thuẫn cho chính phủ cách mạng lâm thời. Chính phủ cách mạng lâm thời trên thực tế là người đại diện chính thức của nhân dân miền Nam, thực hiện chính sách đoàn kết toàn dân, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, xu hướng chính trị, miễn là tán thành hòa bình, độc lập, trung lập. Sức mạnh không có gì ngăn cản nổi của nhân dân ta là đại đoàn kết toàn dân trong tinh thần hòa hợp dân tộc. Những ai là người Việt Nam trước đây chưa có cơ hội tham gia cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, từ nay sẽ được góp phần cống hiến vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân. Mặt trận Dân tộc Giải phóng của chính phủ cách mạng lâm thời nhiệt liệt hoan nghênh các bạn và sẵn sàng hợp tác với tất cả mọi người, bất kể quá khứ như thế nào, miễn là từ nay đến với hòa bình, độc lập, dân chủ và hòa hợp dân tộc. Chính phủ cách mạng lâm thời nêu mục tiêu tự do, dân chủ, cải thiện dân sinh, hòa bình trung lập là những mục tiêu phù hợp để thu hút các tầng lớp trí thức, học sinh, sinh viên, tín đồ các tôn giáo, ngoại kiều, tư sản dân tộc và quan chức lớp dưới trong bộ máy chính quyền địch vào cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập, dân chủ bằng phương pháp hòa bình. Chính phủ cách mạng lâm thời không chỉ tập hợp lực lượng chống Mỹ và tay sai và các tổ chức chính trị, xã hội mà còn có các hình thức ngoài mặt trận, ngoài chính phủ như Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, các hội, nhóm, độc lập của người có cảm tình với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thậm chí cả những phần tử thân pháp, phần tử không chống Mỹ triệt để nhưng có khuynh hướng chủ hòa. Chính phủ thực hiện các chính sách ruộng đất, phát triển sản xuất, công thương nghiệp, đẩy mạnh công tác giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Chính phủ cách mạng lâm thời nhanh chóng tạo được vị thế pháp lý, hoạt động với tư cách và thực thể chính trị độc lập. Lãnh đạo chính phủ đã đi thăm hữu nghị nhiều nước với tinh thần hòa bình, hòa hợp, trung lập, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước trên thế giới. Đấu tranh ngoại giao, đàm phán và vận động quốc tế của chính phủ cách mạng lâm thời và mặt trận dân tộc giải phóng có thêm thuận lợi mới, tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của cả nước. Miền Nam Việt Nam có điều kiện phát huy sự phối hợp giữa ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam, tuyên bố giữ vững và phát triển quan hệ hữu nghị với các nước đã đạt quan hệ ngoại giao với Cộng hòa miền Nam Việt Nam và sẵn sàng lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước khác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và hai bên cùng có lợi. Chính phủ cách mạng lâm thời nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều nước và bạn bè trên thế giới. Tháng 6 năm 1969, 23 nước đã công nhận chính phủ cách mạng lâm thời, trong đó có 21 nước kiến lập quan hệ ngoại giao. Bên cạnh đó, mặt trận giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tiếp tục vận động sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa của Lào, Campuchia, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Chính phủ cách mạng lâm thời là một đối trọng với chính quyền Sài Gòn tại hội nghị Paris, làm thất bại âm mưu xưng danh đại diện hợp pháp duy nhất cho miền Nam và chính quyền địch tuyên truyền.
Tại hội nghị, chính phủ cách mạng lâm thời chủ động, linh hoạt, sắc sảo trong đấu tranh đàm phán, khai thác triệt để các vấn đề mà nhân dân Mỹ, nhân dân thế giới và miền Nam quan tâm. Trong giải quyết các mục tiêu đàm phán, chính phủ cách mạng lâm thời đều thể hiện thiện chí hòa bình, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và tìm ra một giải pháp thích hợp, buộc đối phương phải chấp nhận một giải pháp chính trị có lợi cho nhân dân miền Nam, cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Với những nỗ lực to lớn, tích cực, chủ động, hoạt động ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời đã góp phần thúc đẩy hình thành một mặt trận quốc tế ủng hộ Việt Nam. Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam bị dư luận rộng rãi trên thế giới lên án mạnh mẽ. Đến đầu năm 1972, có thêm 11 nước đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ cách mạng lâm thời. Sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa chính phủ cách mạng lâm thời với nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới càng góp phần thúc đẩy xu hướng chống Mỹ và chủ nghĩa thực dân mới, phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, tiếp tục phát động trực tiếp và mạnh mẽ đến quá trình đàm phán tại Hội nghị Paris. Hoạt động ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời ở các nước tư bản đồng minh Mỹ có tác dụng phân hóa và cô lập Mỹ mạnh mẽ. Tháng 8 năm 1972, Hội nghị Ngoại trưởng các nước không liên kết họp tại Guanila đã công nhận địa vị hợp pháp của chính phủ cách mạng lâm thời trong khối 59 nước không liên kết. Đây là một thành công tiêu biểu của chính phủ cách mạng lâm thời, góp phần mở rộng hậu phương quốc tế cho cuộc kháng chiến chính nghĩa. Từ tháng 6 năm 1969 đến cuối năm 1975, có hơn 50 nước trên thế giới, trong đó có nhiều nước tư bản chủ nghĩa, công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ cách mạng lâm thời. Ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời phối hợp chặt chẽ với ngoại giao chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, có chung mục tiêu hoàn toàn thắng lợi nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được chính thức ký kết tại Paris giữa bốn bên tham gia hội nghị. Hiệp định Paris được ký kết mở ra một giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam, phản ánh những thắng lợi to lớn, toàn diện của cuộc kháng chiến. Hoa Kỳ cam kết tôn trọng độc lập, chính quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam đã công nhận. Cam kết chấm dứt dính líu quân sự, rút hết quân Mỹ và đồng minh ra khỏi miền Nam Việt Nam. Thắng lợi lớn nhất của nhân dân ta là đã buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận rút hết quân Mỹ khỏi miền Nam Việt Nam, thừa nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát, tạo nên một thế trận mới, một so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng Việt Nam. Để hai năm sau đó, ta giành thắng lợi cuối cùng, hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!